Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em xin chia sẻ với mọi người cách chúng ta chăm sóc một cây lan hồ điệp khi nó ra nhiều ngòm hoa. Đây là cái bông hoa nó chớp rất là đẹp ạ. Em tưới nước nhiều. Cái này nó nở được lâu rồi. Mấy cái này là em bẻ bớt đó mọi người. Cành này cũng có thể em sẽ cắt bỏ đi. Hôm nay em sẽ chia sẻ với cô chú, anh chị và các bạn là cách chúng ta tỉa bớt những cái ngòm hoa mình sẽ chọn nha. Khi cây lan hồ điệp nhà mình nó ra từ 3 ngòm trở lên thì cô chú, anh chị và các bạn có thể xem xét. Mình xem là cành nào nó khỏe thì mình để, cành nào nó yếu thì mình nên bỏ bớt đi, để cho cây nó vừa nuôi bông vừa nuôi hoa. Đây ạ, cây thì đang ra 5 ngòm hoa. Đây ạ, 5 ngòm hoa nhưng vẫn có lá ngọn nha cô chú anh chị. Cây vẫn phát triển bình thường. Cái lá dưới này nó đã nhăn lâu rồi. Dạ đây ạ, bây giờ em sẽ bắt đầu là tỉa cái này yếu. Em tỉa bớt ạ. Em sẽ tỉa bớt chỉ để lại hai ngòm song song thôi. Còn cái ngòm cao á, em cũng sẽ cắt bỏ đi. Nhưng mà ít bữa nữa em làm con. Mình có thể cắt ngang từ cái mầm gốc ra chừa lại một mắt nha. Để nó có khô thì nó khô và tới trong. Và cắt xong thì mọi người không tưới nhé. Khi cắt á, thì cô chú anh chị và các bạn có thể sát khuẩn lưỡi lam. Cái này thì em tưới nhưng em cũng để cái chỗ này nó cũng hơi ro ráo rồi, cũng không sao đâu. Tại vì em làm quen mà, cô chú anh chị và các bạn mình không quen chăm sóc á, thì mình có thể để cho cây lan mình khô một ngày sau mình mới cắt và mình sẽ tưới. Đây ạ, em sẽ bỏ cái phần trong này. Em làm video á, một tay em hơi. Đó, em sẽ cắt xong rồi em sẽ cầm lên cho cô chú anh chị xem nha. Rất đơn giản thôi, mình thao tác nhẹ nhàng nha mọi người. Làm từ từ nó sẽ quen. Đó, em đã cắt xong rồi ạ. Như vậy là cây 5 ngòm hoa của em bây giờ chỉ còn lại có 3 ngòm thôi. Đây, em sẽ nhặt cái này ra nha. Đây, em mới cắt đây ạ. Mặc dù cây nó mới ra hoa nhưng nó cũng phát triển rất là tốt. Nếu như cô chú anh chị và các bạn muốn dưỡng cây nữa thì mọi người có thể cắt bớt đi một ngòm nữa nha. Em thấy hai ngòm này nó đang song song và rất là đều nhau thì em sẽ để cho hoa nó đẹp. Ít bữa nữa em có thể cắt cái này ngang đây. Ở dưới đây phần còn lại em sẽ làm cây con nha cả nhà. Làm cây con để cho cây con mình có tiếp tục có những cái giống lan đẹp. Đấy, nụ đang phát triển. Bây giờ em có thể cắt ngang đây nữa để phần còn lại. Thôi mình cắt ngang đây luôn đi. Cắt ngang đây luôn đi ha. Ngày mai mình sẽ để cho nó khô rồi ngày mai mình có thể làm cây con. Đó, em đã cắt xong. Cái phần còn lại em muốn làm cây con ở cái cuống hoa này. Hoa chớp rất là đẹp, chút bò sữa của chúng chị. Bây giờ mình sẽ tiếp tục sang cây bên đây. Nhưng mà cây bên đây thì nó có hai ngòm, cho nên em sẽ để nha cả nhà. Hai ngòm thì mình có thể để được, hai ngòm thì có thể nuôi tốt. Cây bên này cũng hai ngòm, ngòm dưới và ngòm trên. Nếu như có hai ngòm mà ngòm nó khỏe thì mình có thể để được. Cây này thì chỉ có một ngòm thôi, nhưng cây bên đây của em lại có tới 4 ngòm. Mọi người có thể 4 ngòm nhưng mà cây của em rất là khỏe. Độ thuần của nó đã. Mọi người có thể đếm lá này, 1 2 3 4 5 lá. 5 lá một bên là 10 lá rồi. Đang ra lá thứ 10 rồi. Mọi người thấy không? Cây con của em, cây hồ điệp của em ra hoa nhưng vẫn ra lá ngọn. Để em rung to lên cho mọi người coi nha. Cây nào cũng vẫn ra lá ngọn hoàn toàn bình thường. Cho nên có một số cô chú anh chị và các bạn có bình luận hỏi em á, là cây đang có hoa mà ra lá ngọn, cây có phát triển được không? Thì theo kinh nghiệm của em, đây là kinh nghiệm nha, kinh nghiệm thì không ai giống ai đâu cả nhà ơi. Em chơi lan đã rất là lâu rồi thì em thấy cây hồ điệp nhà em cây nào cũng vừa có hoa, vừa ra lá ngọn, vẫn phát triển tốt. Cây này nó đang phân nhánh này cả nhà. Đấy, đây là dàn lan trên của em. Em có hai dàn nha. Dàn trên này thì chỉ khoảng gần 200 chậu thôi, nhưng dàn dưới thì chắc phải hơn 300. Tại vì em chơi lan là vì đam mê, chứ em không bán lan, cũng không bán phân bón nữa cô chú anh chị. Đây là chậu Ngọc Điểm Thái. Em có chia sẻ với mọi người cách trồng, cách thay chậu của cô chú anh chị. Bộ rễ của nó đã ăn vào hết giá thể rồi cả nhà. Rất là đẹp luôn ạ. Bên đây nhìn rõ hơn.
có một số cây á, trên đây có những cây nó đang có nụ có hoa rất là đẹp. Thì cây này nè cô chú anh chị, mọi người có biết tại sao nó bị héo không ạ? Nó bị bệnh mà em đã cứu được, em đã làm được 2 con rồi. Không sao cả nhà, ít bữa nữa 2 cái con này nó ra đó, nó sẽ phát triển rất là tốt nha. Mình sẽ bỏ 2 cái lá này. Cái lá này thì bị thán thư em đã chữa khỏi rồi. Đó, nhưng nó vẫn có hiện tượng vàng. Chậu bên đây em có tác phẩm nhìn hứa hẹn 1 năm nữa rất là đẹp, em mời mọi người cùng xem nè. Đây ạ, nhìn vậy thôi chứ ở ngoài rất là bóng bẩy luôn đó cả nhà. Nhiều con và con thì đang rất là mỡ màng. Em đang quay thì trời nó tắt nắng. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã coi video nha. Cô chú anh chị và các bạn hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video để đồng hành cùng em nha. Thì hôm nay em chỉ chia sẻ với mọi người là cách chúng ta tỉa tót những cái ngọng hoa khi nó ra quá nhiều, để mình tiện chăm sóc, để ngọng hoa của mình nó có chất lượng hơn. Rồi cảm ơn tất cả mọi người.